tiếp theo phần 2 này chúng ta sẽ đọc những nguyên âm của pinyin và sau đó mình sẽ kết hợp lại với bảng chữ cái mà ta đã học với phần 1. Âm này sẽ đọc là âm A, A và giống như tiếng Việt. Nhưng khi đọc các bạn chú ý, tiếng Việt mình chỉ đọc là A. Nhưng trong tiếng Hoa, thiên thì không có chữ A mà nó chỉ có chữ A là khi đọc các bạn mở miệng ra và tạo thành một hình vừa có chữ A mà vừa có chữ O thì khi đó các bạn sẽ đọc được từ A A A, A. giả xoa A và tiếp theo đây âm O O o po chai o tiếp theo đây âm e này mình sẽ đọc như âm ơ trong tiếng việt ơ nhưng khi đọc từ này thì cần phải đọc từ trong cổ họng ra ơ ơ ơ ơ và âm y ngắn này chúng ta sẽ cho nó một phần. Chúng ta sẽ đọc cho nó giống như có ghép thêm chữ cái vào là âm d, rồi mình thêm chữ y, a ghép với âm một âm tiếng Việt đọc như âm di gi. Các bạn nên nhớ khi chữ này đọc một mình thì nó có nghĩa là âm y dài. Thì với âm y dài chúng ta vẫn ghép với lại âm y ngắn để đọc cho nó ra một chữ là di 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 phủ di âm này mình không đọc là u mình sẽ thêm a vào để đọc là u u u Thực ra nếu chữ này đứng một mình thì nó sẽ giống như là chữ W cộng với lại chữ U. Thì khi đó mình sẽ đọc là U. Vì chữ W mình cũng đọc là U. 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 Ja. U. Chữ này cần lưu ý là chữ Duy. Duy chiên, dữ, dui âm này khi nó đứng một mình nhiều lúc khi ghép với lại những chữ ví dụ như ghép với lại chữ l và chữ n l n thì âm này nó sẽ giữ nguyên hai chấm trên đầu chữ u nhưng còn lại ghép vào những chữ khác thì nó sẽ không mang dấu hai chấm nhưng với một số trường hợp nó sẽ vẫn là đọc với với âm hai chấm khi nó bỏ hai chấm chúng ta không được nhầm lẫn với âm u bởi vì nếu âm này mình ghi y dài y dài gác với lại chữ duy là có hai chấm này thì người ta sẽ bỏ hai chấm trên đầu lúc này người ta sẽ đọc là duy du yu yu, yu yu khi không có hai chấm trên đầu thì chúng ta mặc định nó vẫn là chữ du bởi vì trong tiếng hoa không có chữ du nên thành thử ra chúng ta không nên đọc chữ này thành chữ du mà nên đọc chữ này thành chữ duy yu chin yu yu, Jin, yu. yu. U, U, chiên U, chữ này sẽ đọc như âm tiếng việt ai 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 các bạn nên nhớ khi đọc chữ này thì chữ a ghép với lại chữ y ngắn mình sẽ đọc ai khi mình đọc nhanh Ā, di, á, di, ai, ai, ai 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 cuối cùng khi bạn đọc thành một chữ ai thì bạn sẽ phát hiện được chữ cuối cùng của nó sẽ có một tí mang chữ gì? Ai, ai 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 thay dạng ai tương tự chữ này cũng vậy chữ này mình sẽ đọc là A A Cuối cùng bạn sẽ phát hiện được chữ cuối cùng của nó sẽ có một tí mang chữ di nhưng rất là nhẹ A A A page A, A, A. Còn nếu như các bạn thấy hơi khó nhớ thì chữ này chúng ta sẽ đánh dấu nó giống như chữ y ngắn của tiếng Việt thì đọc là Y, Y, a p chữ e. a Đối với những âm đầu tiên bằng chữ u thì chúng ta sẽ mặc định chuyển nó thành chữ w. Mình sẽ đọc phát âm như chữ w. we u a w u a w way 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 thủy hồ way Chữ này mình sẽ đọc chữ kết hợp chữ a và chữ o ao ao Như tiếng của con mèo kêu vậy ao 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 xào mau ao chữ này mình sẽ mặc định chữ u đứng đầu mình sẽ chuyển thành chữ w u u a wa chữ w mình sẽ đọc như chữ w của tiếng việt W u u a wa 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 quả hoa hoa chữ này mình sẽ kết hợp hai chữ là u và ai u ai y y hoàn khoai quay chữ này mình sẽ kết hợp hai chữ u o wo 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 Ho chơ wo, 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 wo tương tự như những chữ bắt đầu bằng chữ u có hai chấm trên đầu thì khi viết nếu kết hợp với lại chữ lơ và chữ n thì nó sẽ xuất hiện hai chấm trên đầu nhưng khi không kết hợp với hai chữ đó mà kết hợp với những chữ khác với âm ye thì chúng ta sẽ đọc là ye và bỏ hai chấm trên đầu. Ye. Ye. Và những những chữ có chữ u và hai chấm trên đầu mình sẽ mặc định cho nó là chữ y dài và yue thì nếu các bạn khó hình dung chữ này mình có thể đọc với âm phát âm của tiếng Việt là o và e. yue 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 liang yue. Âm này thì hơi khó đọc một tí nhưng chúng ta vẫn giữ mãi cái nguyên tắc là yue yu yu an

nó vừa có chữ duy mà vừa có chữ an thì chúng ta sẽ đọc được thành chữ duyên 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 chuyên chuyển duyên chữ này cũng vậy bắt đầu bằng chữ y ngắn thì chúng ta sẽ mặc định nó là chữ y dài để đọc và y dài thì sẽ đọc là di di an kết hợp với lại chữ an di an yên khi các bạn đọc nhanh hai chữ này lại với nhau di an 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 lúc này bạn sẽ phát hiện được mình sẽ đọc là được chữ gen 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 pen pau gen chữ này cũng vậy mặc định là chữ y dài chữ y ngắn mình sẽ mặc định là chữ y dài và y dài đọc là di và chữ này mình sẽ đọc là e di -e ye -e bởi vì chữ này không trong tiếng hoa không có trừ dơ nên thành chữ ra không thể đọc chữ e này thành chữ ơ được mà phải đọc chữ e này thành chữ e di e ye 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 sẽ chữ ye chữ này mình sẽ đọc như tiếng Việt chữ U tiếng Việt khi mình đọc chữ U thì nó sẽ rất là U nhưng nếu kết hợp với tiếng Hoa vào và tiếng Hoa có chữ O U O U O U thì sẽ đọc ra được chữ U U vừa có chữ O mà vừa có chữ U trong đó thì sẽ đọc ra chữ U o o lẻn o o chữ này mặc định chữ y ngắn sẽ đọc thành chữ y y dài y u u u u u u u u khi chữ u đứng sau chữ y ngắn thì chúng ta sẽ mặc định đọc nó thành chữ u you giống như chữ you trong tiếng Anh. You Y, o u you you c Niu, u. Chữ này chúng ta sẽ đọc là chữ an. Các bạn nhớ đối với những chữ kết thúc bằng chữ n thì mình sẽ đọc như sau, an và khi kết thúc là lưỡi phải đụng vào răng trên và mình đọc an 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 dàn chinh an tương tự chữ này đọc là in thì kết thúc lưỡi chạm vào răng trên in 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 quấn chữ in Chữ này thì chúng ta sẽ đọc như trong tiếng Việt in Nhưng trong tiếng Hoa để dễ có thể phối âm lại với nhau Thì chữ y ngắn này mặc định mình sẽ chuyển nó thành chữ y dài Và đọc với âm là di di in di in yin yin cuối cùng đọc xong là lưỡi phải đụng vào răng trên yin 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 mão chin yin âm này mặc định khi chữ u đứng đầu thì mình sẽ mặc định nó như chữ w và chữ n mình sẽ xem nó như là in thì trong tiếng hoa nếu hai chữ này đứng đầu câu thì mình sẽ chuyển nó thành chữ w và chữ e n là win nên chữ này mình sẽ đọc là u in win quân 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 trùng quân nhớ tất cả các chữ kết thúc bằng chữ n là lưỡi đều phải đụng vào răng trên và kết thúc âm đó quân quân trùng quân và âm này là âm u có hai chấm đầu thì mình sẽ đọc là duy duy và cộng với in Duyên Duyên mình đọc nhanh lại hai chữ Duyên 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 thì sẽ ra được chữ này và khi kết hợp vào những chữ khác thì nó sẽ mất đi hai chấm nhưng vẫn không đổi âm Duyên 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 Tùa Duyên An Âm này mình sẽ đọc ăn những âm kết thúc bằng chữ ng thì lưỡi sẽ không đụng vào đâu hết và để lưng chừng và miệng phải mở rộng ra và đọc kết thúc ở lưng chừng trong họng AN ăn ăn dặn quả qua AN âm này cũng vậy kết thúc bằng chữ ng thì chúng ta sẽ đọc là ân 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 phân Lĩ ân âm này cũng đẩy bắt đầu bằng chữ y ngắn thì chúng ta sẽ đổi nó thành chữ y dài để mà đọc ra cái âm đó là di di ân di ân diên di ân giống như tiếng chuông kéo dài không ngừng diên diên Di ân nhớ nha, nó có một cái âm là di ân, mình nghe nó như là âm di ân, thì nó bản chất nó sẽ kết hợp giữa cái âm là di và âm ân như lúc nãy mình vừa đọc là ân phân lý ân, thì di ân dân 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 âm này cũng vậy đọc kết thúc lưng chân giữa họng ông ông không giống như tiếng việt mình đọc là ông nhưng tiếng hoa nó sẽ rất là ôm miệng ông ông khi đọc xong hơi phải còn giữ ở trong miệng và như mình đang thổi bong bóng ông 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 hủng hoa ông âm này thì bắt đầu bằng chữ y ngắn mình sẽ mặc định đổi nó thành chữ y dài để đọc ra âm là y và kết hợp với lại nguyên một âm đằng sau là an y an và mình đọc nhanh với nhau là y an 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 khi đó bạn sẽ phát hiện được nó vừa có chữ y ngắn y và vừa có chữ an yang 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 chuyển yang, 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 yang và âm này bắt đầu bằng chữ u và mình sẽ mặc định đổi nó thành chữ w để phát ra âm u u và sẽ kết hợp với lại chữ an an là kết thúc bằng chữ n và găng và lưỡi phải đụng nhau và lưỡi cần phải kết thúc vào găng trên an u an và mình đọc nhanh u an u an u an u an u an u và mình sẽ đọc thành chữ w one one như tiếng anh one one số 1 one 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 Quang trở quan và âm này cũng giống như âm lúc nãy âm đầu mình sẽ đọc là âm u và mình sẽ kết hợp luôn từ an u an quan 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 như bóng đèn điện quan chữ quan 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 quan, quan, quan hoảng, hoảng hoa quan Mặc định chữ U, đứng đầu thì mình sẽ đọc như chữ U và để có vần thì nó cần phải như chữ W của tiếng Việt là quang. V, U, an, quang, quang, khoảng, hoa, quang. Âm này đọc hơi khó, nó kết hợp vừa có chữ Y ngắn và vừa có chữ ung nên khi mình đọc cần phải kết hợp giữa hai phần với nhau là âm di và ung di ung mình đọc nhanh với nhau là di ung di ung di ung di di khi mình đọc mình sẽ cảm giác được cái âm của nó vẫn còn phát đi rất là xa di vừa có chữ yên ngắn di dung ung dung ta sóng dung âm này là chữ e ngắn và chữ a thì mình mặc định sẽ là chữ Y dài đứng đầu để đọc ra âm là g a à, ya ya khi đọc nhanh thì mình sẽ phát hiện được g a à, ghép lại với nhau và vừa có phát ra được chữ y ngắn và vừa có phát ra được chữ a là g a à, ya 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 g ya, ya, xia, xưa, ya âm này là y ngắn đứng đầu đọc là di và kết hợp với phần đằng sau là ao di ao và đọc nhanh với nhau sẽ ra giao, giao 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 suy giao giao chữ này chữ e đứng đầu mình sẽ đọc là chữ ơ nhưng có thêm chữ l có nghĩa là mình phải cong lưỡi vào trong họng là khi mình đọc chữ ơ mình phải đọc thêm cong lưỡi ở đằng sau ơ ơ lưỡi của mình cần phải cong vào và trong họng mình cần phải cong tại lúc đó ờ, tô, ơ ơ ơ ơ to ơ